Bất động sản thiện nhân xin kính chào quý vị. Này chúng tôi đứng ở chỗ này là xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây có một lô đất khá rẻ bán này, có thể làm vườn nhà vườn rất là phù hợp cho một số quý vị. Cũng có thể trồng một số cây giống như mít, mới lại các thứ ăn quả, các thứ bưởi, sầu riêng, bơ, măng cụt các thứ. Đây có một cây điều, còn ngoài lại thì là có vườn tiêu. Lô đất thì tương đối vuông vắn, nhìn trên sổ thì tương đối vuông vắn, nhưng mà đi thì chắc không có gì. Đường thì ô tô vẫn vào được nha quý vị. Đây là cái cầu được vào này, đó, chỗ xe ô tô vẫn vào đây. Ở cách đây, cách sau lưng cái xe ô tô ấy khoảng 100 mét là có một cái nhà vẫn đang ở đấy, trong đấy. Nhà người ta vừa ở vừa làm vườn. Còn đi ra ngoài đường nhựa ấy, là từ đây đi ra ngoài đường nhựa khoảng hơn 300 mét, 400 mét, tối đa là 400 mét. Đi áng chừng vậy thôi chứ còn cũng không xa hơn nhiều đâu quý vị. Tôi đi tôi áng chừng tương đối chính xác. Cái lô đất này là diện tích là 12388, tức là 12.388 mét vuông. Khoảng 1 hectare 23 nhé. 1 hectare 23. Cái giá chủ đưa ra cái lô này cũng khá là hấp dẫn này. Là 220 triệu một sào. 220 triệu một sào. Đây là người ta trồng tiêu chứ bên này người ta phá tiêu rồi, phá tiêu phá điều đi, người ta trồng mì này, nhìn này rất là rộng rãi, rất là đẹp. Để đi cái này thì quý vị xem thấy chất đất nó lộ ra nó rõ ràng hơn, nó đẹp hơn này. Đấy. Đấy, nó đất cái ô tô đỗ này. Khá là vuông vắn này. Cái lô đất mà bên người ta trồng mì này, khoai mì này lại đẹp do là phá đi trông nó quang đãng. Đó. Thì cái lô đất này với cái giá như thế này thì quanh đây cũng hiếm rồi. Trước tôi có quay một cái lô mà 166 người ta bán 201 thì đến bây giờ người ta làm tăng lên 250 rồi. 1 hectare 6 nhá, 1 hectare 6. Ở gần hồ sông Dây có suối đằng sau. Mà lô này thì cơ bản là mấy năm nay tiêu nó xuống giá nên tôi có vẻ dân tình ở đây cũng không chăm tiêu mấy, cái tiêu cũng không thu hoạch không được nhiều. Trong này cũng có thấy có cái thang để thu hoạch tiêu kìa, nhưng không thấy thu hoạch ở đây, hay là thu hoạch rồi thì cũng không biết nữa. Thấy vẫn còn quả đấy, chắc chưa thu hoạch. À, ít quả đấy. Đó. Vườn cây không có gì đặc biệt quý vị. Chất đất thì là đất đỏ rồi, tơi xốp rồi. Đấy, thấy có trồng được vài cây mít ở phía đầu đằng kia, có lẽ là tiêu chết thì trồng vài cây mít nhỏ nhỏ, chưa thu hoạch. Mít thì chắc được hơn năm thôi. Vị trí đây cũng gần gần hồ sông Dây. Ở chỗ này mà cách mặt hồ theo đường chim bay là hơn 200 m, 300 m. Thì ngoài kia tôi có mấy lô đất mặt hồ sông Dây bán, đi nhiều thôi. Có thể nắm được sơ bộ cái địa hình. Này, quý vị nào mà quan tâm thì có thể đi xuống xem đất, mua để dành lâu dài cũng được, vì hơn 2 tỷ thì thực ra là để đầu tư bất động sản thì không phải là số tiền lớn. Mà được một lô đất vườn đẹp như này. Đường xá là nếu mà quý vị nào đầu tư mạnh tay là có thể làm được cái đường bê tông ngoài kia vào. Cỡ khoảng hơn 100 triệu, 200 triệu cái đường bê tông vào sẽ vào đây ngon lành ngay. Rào rậu lại, dọn kè cây cối đi, trồng cây ăn quả lên, làm cái nhà chòi, nhà vườn nhỏ nhỏ trong này. Về cơ bản thì đây chưa có đất thổ cư nha quý vị, nhưng mà chuyện làm nhà ở trong cái khu vườn dãy này thì có thể làm được một cách bình thường, thoải mái. Đây, mít bắt đầu bói quả đây nhưng mà không chăm sóc, thấy ra có quả ra xong rồi lại thối ở đây. Đó, mít bắt đầu đang bói quả đây. Cây bé xíu này thôi nhưng bắt đầu bói quả đây, mít siêu sớm, mít thái. Đây, bắt đầu đang bói quả đây. Quý vị đi xem đất thì chịu khó đi xem kỹ một chút là đi hết vườn nha. Tôi đi này cũng chưa hết đâu. Đi xem hết xem là có cái dị tật gì không, có cái mổ mả gì không. Đấy là cái kinh nghiệm để đi xem đất. Không nhiều lúc xem nắng tháng qua thấy giá rẻ mua vào xong sau này về này. Lại nhiều vấn đề xảy ra. Lúc đấy thì lại đổ cho môi giới là không xem kỹ thì thực ra môi giới nhiều lúc cũng xem không xem hết được. Quý vị xem xét thế nào cho nó phù hợp. Đó, thông tin sơ bộ là như vậy quý vị nhé. 1 hectare 23. Giá là 221 sào. Đường thì đường đất thôi. Đất ô tô từ đường nhựa vào 400 m. Áng chừng vậy, có thể là 300 m. Khoảng 300 đến 400 m. Thì quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi để đi xem, và có nhiều lô khác nữa.
Quý vị nào quan tâm đến bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật một số cái thông tin những lô đất mới. Nếu quý vị theo dõi nhiều, quý vị sẽ có một cái định hình về giá, về khu vực, về địa hình, về lợi thế rồi nhược điểm của các lô đất. Sau này thì khi mà quý vị đi xem các lô khác, quý vị sẽ có những cái thông tin tốt hơn. Bất động sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi video quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.